Ok, hello anh em nha, mình là Mana Kojo đây. Hôm nay ra một tựa game mới có tên là Harvest Town nha anh em. Thì game này cũng giống như kiểu tựa game đó là Stardew Valley đó, hay là Harvest Moon trên PC hồi xưa đó. Thì mình sẽ là vào vai kiểu là nông dân nha. Thì không nói nhiều, bây giờ mình sẽ tạo nhân vật nha. Có tên gì ngoài Mana Kojo không? Hơi xa tên anh em ạ, chứ mà nghe nó không hiện, không hiện, nó hơi khó. Ok anh em, ok hiện giờ tôi giờ nắp vào game anh em ạ. Đoạn này hơi dịch anh em, tôi sẽ được nghỉ thì chắc cũng sẽ chăm chỉ làm video hơn cho anh em nha. Rồi thì em sẽ đây là một tựa game đồ họa khá là đơn giản, pixel thôi đó. Thì tôi cũng chưa chơi game này, rồi tôi trải nghiệm như đây này. Mana Kojo tỉnh đi. Ôi chết rồi, pick ai, con này làm gì thế? Rồi dẫn con bò đi rồi. Các anh thấy đồ khá giống Stardew Valley nha. Đó, di chuyển đi, người trẻ thường cái gì cũng không giỏi gì tiếng Anh cho lắm. Nước đây cũng một đoạn cắt sim nhưng mà tôi đã bỏ qua rồi nhé, ở đoạn đấy tôi không quay kịp. Quay lại thời trẻ, ông nội John tên là Harvest Town đúng không? Con đã trở lại. Mày bị điên à? Trở lại, con rời đi đâu? Không, con không rời, con vẫn ở, con sẽ ở đây không rời. Không bao giờ. Cầm nặng mẹ luôn. Gì nữa ấy? Cái gì? Bây giờ mình vẫn chưa đủ trình dịch mấy cái kia. Thật sự đấy, trình tiếng Anh của mình vẫn chưa đủ lắm, chưa cao lắm. Về nhà như nhà quá, như nhà ma. Giờ còn sợ cái ngôi nhà này. Tôi là một người mới chơi game này. Giống là ta đi vân ninh anh em ạ. Chạm để di chuyển rất là cực kỳ giống ta đi vân ninh luôn đấy. Chỉ là nó khó điều khiển hơn một chút. Thì nếu anh em muốn thì tôi sẽ bày cho anh cách để tải ở con Stardew Valley nhá. Hoặc là con game này anh em có thể tải trực tiếp ngay trên CH vào đây. Thì nó chưa ra chính thức, tuy nhiên thì nó cũng đã ra bản gọi là demo này. Không phải demo mà là kiểu bản beta đó. Rồi đây là mình sẽ giao hàng ấy. Rồi Stardew Valley thì nó lại không có mấy cái như này đó. Uầy, đồ họa cũng khá là đẹp ấy chứ, khá là chi tiết. Không hẳn, mà gọi là kiểu là bắt mắt nhiều màu sắc đó. Wow, game khi nhìn xa thì trông rất là nét, rất là đẹp. Buổi tối là rất là nguy hiểm, ở lại nhà đi. Tới cái gì? Có cái gì đấy? Ngọc à? Diamond. Cần câu. Sữa nhỏ. Vàng 500. Rồi. Rồi cài đặt.
Nhưng mà có xếp những cái gì? À, xếp game anh em ạ. À, tôi nghĩ là get server, get lấy cái kiểu cái xẻng trong giường, xóa những cái gỗ trong nhà. À, trong cái manual là cái gì không biết nữa. Lấy dụng cụ mới hết niềm ra này. Nó thoát ra ngoài. Lấy cái này. Cái này. Ờ. Má. Chưa sơ vào cái đặt anh em ạ. Cái chuyện này khó lắm. Thế. Lấy cái gì nhỉ? Lấy cái này. Ờ đúng rồi. Thì chưa. Remote ạ. Chứ vào cái lã đây rồi. Joystick. Có như sẽ dễ di chuyển hơn này. Đúng rồi. Ôi. Cửa bán hàng à. Nào. Đúng. Cái này nó xẻng luôn. Tôi vẫn chưa quên lắm nhưng mà game cũng khá là dễ thôi. Game cũng khá rất là nhẹ nhàng thôi, không khó khăn kìa. Rất là cho anh em thư giãn sau học căng thẳng làm việc. Anh có về đây về nuôi cá trồng rau. Đó, bạn nhận nhiệm vụ. Rồi, ồ có cả cấp luôn rồi. Level rồi. Và ba nô xem có gì nào. Có chế tạo sử dụng này, chỗ grab này. À đây cái đường để đặt đường để xây đó má. Để đấy hơi khó đặt anh em ạ. Chờ một chút. Đây là ấy. Nó không có cái phần sử dụng để đặt ta. Khó đặt quá. Rồi. Được chưa? Là bao nhiêu cái? Bao nhận được rồi. Độ sợ. Đặt. Giờ em đặt ra đường này. Tổ sư. Rồi chờ tôi chút. Dọn dẹp cái đống này nhé. Đâu có niềm đâu. Này. Đó. Dọn dẹp nó sạch ngay. Bây giờ thì tiếp tục đặt cái này ra. Rồi. Đặt hết rồi. Ôi, chết rồi. Cái gì đây? Edit mode là cái gì? Thật sự cũng chưa hiểu lắm. Nhưng có nhiều cái lạ quá. Rồi. Lại lên level. Lên level rất là khá là nhanh đấy. Cô nãy chỉ là mới level đầu thôi thì rất là dễ. Rồi đây là nhiệm vụ hàng ngày. Nhiệm vụ khá là hay đấy. À, nói với anh em này là game online nhé. Không game offline đâu. Ồ, đúng quá nhỉ. Và sau này ta sẽ xây rất là nhiều thứ nhé. Rồi, chăn nuôi gà, bò các kiểu cơ. Rất là hay. Cái gì đây? Creation item này đây. Sử dụng. Gì đây? Cái gì đấy? Tôi cũng chưa hình dung ra cái gì kìa. À. Ôi nhìn nè. Bố mẹ chả đấy. Bố mẹ bố nhìn. Đâu ạ, đâu ạ, đâu ạ. Thế đó đặt trong chỗ thôi anh em ạ. Kệ đi. Ông mà vào cái chỗ vừa nãy là cái gì chỗ nào nhỉ? Đây đúng không?
Đó, kéo được không? Không kéo được à? Chán nhỉ. Làm gì nữa? Rồi. Giờ là mình phải đi câu một con cá. Đi tới sông. Đây, con cá này. Đó, à. Mình sẽ phải ấn cho con cá nó. Ô, tụi mía. Đang nói mà. Mình sẽ con. Đây. Đó. Cho con cá là nó ở cái vạch xanh này này. Đó. Thế là được rồi. Ôi chết rồi. Mình cho cái này đi. Cảnh phương. Ơ, cho vào. Rồi. Nhiều đồ quá. Để cất bớt đi. Cất hết. Hành, tỏi các kiểu. Cá này. Hoàn thành một đơn đặt hàng. Đây, van order đây. Gửi luôn. Chết rồi. Ngại nữa. Ấy cái dòng đi rồi. Ngu quá trời ơi. Gì đấy? Sử dụng gì? À đây là tiền anh em ạ. Nói cha nữa. Ok. Dùng gì sẽ cây đúng không? Rồi. Mình sẽ làm cho hết mấy cái nhiệm vụ này nhá. Sử dụng cho anh em biết luôn nuôi game như thế nào. Đó. Rồi. Nóng quá. À mới không thôi đi. Bảo mà đợi được. Mình phải thôi. Rồi cái gì đây? À đây là chỗ thành tựu. Rất là hay. Đây đây, còn nên up. Uầy. Làm thế. Hiện tại mình sẽ thử đi ra ngoài xem nào. À, game này cũng có kiểu là tán gái nha anh em. Anh em dùng đồ kiểu là đồ xịn xó xong anh em gọi là tặng cho bạn nào đó người nói chuyện này. Đó. Dùng đéo biết ai với ai cả. Đây bà Pong Trinh Trung Quốc à. Nôn nôn nốp. Nessimo. Đó thì và yêu cũng rất là kiểu cái sự kiện các kiểu nhá, thì giống như kiểu lễ hội những ngày trong năm vậy đó. Đó thì video này mình cũng không thể kể hết được tất cả những thứ cho anh em, thì tạm thời là như vậy nhá. Thì ok, video mình đến đây thôi. Anh em ủng hộ thì mình sẽ làm video tiếp theo nhá. Xe vạn đã tới rồi kìa, nhưng thôi để video này sau mình sẽ cày thêm một khoảng thời gian rồi sau đó mình cho anh em biết thêm về những thứ có trong game này. Chứ hiện tại mình cũng biết hơi ít về game này. Thì đó, tạm biệt anh em. Chúc anh em trong những video sau. Bye bye.